Xin chào mọi người. Hôm nay thì tôi làm một cái video nói về một số các cái trend của năm 2020 mà bây giờ chúng ta đã chuyển đến tháng 2 rồi. Vậy là còn 10 tháng nữa để chúng ta thực hiện cái plan năm 2020. Tôi hôm nay có post một cái bài ở Ông Già Đầu Tư. Thì tôi có nói rằng những cái câu hỏi của tôi về các vấn đề về đầu tư thì hầu như tôi đều đặt ra các câu hỏi từ trước đến nay. Thế thì toàn bộ các câu hỏi đó nó liên quan đến đầu tư, gọi là đầu tư gì bây giờ, đầu tư gì năm 2020, đầu tư gì với 1 triệu Việt Nam đồng, đầu tư gì với lại 10 triệu. Thế nếu những ai lần đầu tiên mà vào video của tôi thì có thể theo dõi Facebook của tôi nhé, các website của tôi. Các vấn đề nói về đầu tư, nói về thế giới đầu tư, kênh đầu tư gì, rất nhiều. Thì hôm nay tôi post một cái bài, đúng không? Chẳng có cái gì dễ cả, đúng không? Nhưng mà một cái bài mà tôi post là nói về các cái quy trình đầu tư, các vấn đề về đầu tư, thì mọi người có thể tham khảo các website, các cái cách để nhìn nhận xu hướng năm 2020. Nhiều người cứ nói rằng là em thích đầu tư Forex. Đúng, ai cũng thích cả, ai cũng mong muốn kiếm được tiền từ Forex. Những năm 2011, 2010, tôi đã mua được cái tên miền như là forex.vn này, rồi forex.edu.vn này, là những người đầu tiên đào tạo về Forex tại Việt Nam. Thế rồi khi mà coin, tôi mua cái tradecoin.vn và tradecoin.edu.vn này, là những người đầu tiên. Thế nhưng chẳng có gì dễ cả. Một số các bạn nói rằng là rất dễ để mà giao dịch Forex, thì thực sự nó là khó. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn nhận ở cái tổng thể để chúng ta hiểu được cái lượng vốn của chúng ta. Không đồng chúng ta cũng có thể làm được. 1 triệu Việt Nam đồng chúng ta cũng có thể làm được. 100 triệu chúng ta cũng có thể làm được. 50 triệu hay 1 tỷ, đúng không ạ? Thì đều có những cái quy trình để chúng ta có thể tham khảo. Tôi cũng hay nói rằng là các cái cách để chúng ta nhìn nhận ở cái mà chúng ta xem xét, thì năm nay cái trend vẫn là trend chứng khoán. Các nhà quản lý quỹ kiếm tỷ đô nhờ chứng khoán, thì năm nay thì cái dịch bệnh cũng như là các yếu tố về thời tiết, các yếu tố về chiến tranh thì làm cho các cái cổ phiếu nó sụt giảm, khiến cho các quỹ đổ vào mua. Và khi bình quân giá cũng như là các vấn đề về dịch bệnh được kiểm soát thì lập tức các cổ phiếu nó tăng lên. Đấy là một trong những cái lý do mà chúng ta có thể quan tâm đến vấn đề về cổ phiếu. Rồi FX, đúng không ạ? Rất nhiều sàn tôi có thể mở, đúng không ạ? Các vấn đề về giao dịch, đúng không ạ? Tôi có thể giao dịch rất nhiều, nạp tiền, rút tiền, đúng không ạ? Chuyển tiền, đúng không ạ? Rất nhiều. Các vấn đề về nạp tiền, rút tiền, đúng không ạ? Tôi có thể xem xét, đúng không? Vấn đề làm sao ạ? Chúng ta control được cái vấn đề giao dịch 0,01 như thế nào, một lót là ra sao, khi nào chúng ta biết được, đúng không ạ? Lãi lời ra sao, đúng không? Tỷ lệ của chúng ta là như thế nào, đúng không ạ? Tại sao chúng ta có thể lãi hay là lỗ? Đây là những tài khoản thật. Thế tại sao có những người đánh rất là gấu, đúng không? Nhưng mà dài hạn thì sao? Các tài khoản 10 năm rồi thì như nào vào một tài khoản? Rồi rất nhiều các cái vấn đề về tài khoản tôi phải test nạp rút ra sao, đúng không ạ? Ví dụ cái tài khoản tôi nạp tôi rút này, rút rất vất vả, đúng không ạ? Vậy chúng ta phải hiểu được cái quy trình đó, nạp rút rất vất vả, đúng không ạ? Mặc dù anh test, đúng không ạ, tổng rút -31 đô, nhưng mà thế thì Forex cũng ngon, nhưng vấn đề chúng ta phải hiểu đó. Đây là các xu hướng, đúng không ạ? Chúng ta phải biết được bid ask, đúng không ạ? Đây bên này bid ask chênh nhau có 7 này, đúng không ạ? Chênh nhau 50 chúng ta khó đánh này. Chênh nhau 77 này đừng có động vào này.
đúng không? Chúng ta hiểu bản chất của nó, chênh nhau có hai đúng không? Euro bên này có hai. Thế do vậy chúng ta sẽ tính toán để chúng ta có thể hiểu được các quy trình để chúng ta giao dịch FX. Thì ngay dưới video này là cái video nói về XBT, một trong những sàn đáng để chúng ta giao dịch và chúng ta có thể dễ dàng giao dịch. Thứ nhất, cái trend về chứng khoán là chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Cái trend về Forex là chúng ta cũng biết rồi, đúng không ạ? Powell lập kỷ lục S&P 500, đúng không ạ? Đây là cái trend mà chúng ta làm. À, trong Forex.vn, chúng tôi có nói về XBT. Thì mọi người có thể tham khảo các cái bài về XBT đưa ra các cái đánh giá của XTB, đúng không ạ? Đây, hôm nay chúng ta sẽ nói về đầu tư cùng XTB, đầu tư siêu lợi nhuận cùng cỗ máy quét XTB. Thứ nhất đó là XTB là một công ty, đúng không ạ, FXCFD hàng đầu. Nhưng mà đặc biệt tôi hôm nay tôi nói về cái máy quét XTB. Nếu đánh giá cái này thì chúng ta có thể tham khảo rất chi tiết đầu tư cùng sàn ra sao, các sản phẩm thương mại như thế nào. Trong đây cũng có thể làm một cái sàn đựng coin được nhé, đích Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dash, Ethereum, mà nói chung là đánh những cái đồng tiền mang tính chất là chính thống và có giá trị. Các cổ phiếu, đây là yếu tố cổ phiếu. Vậy thì các ông trùm, đúng không ạ, người ta kiếm tiền từ cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu và học về cổ phiếu ra sao, thì trong XTB nó sẽ có. Chúng ta có thể xem xét vì sao chúng ta đáng để giao dịch. Thứ nhất là các bid ask của nó 11.7, đúng không? Euro có 5, Euro Japan Yen 3. Đấy, bid ask rất thấp. Chúng ta tưởng tượng là mua một lot chúng ta chỉ mất 7 đô, mua một lot chúng ta mất 6 đô, mua một lot chúng ta mất 4 đô, 5 đô thì ở FX Pro chúng ta xem, đúng không? Nếu mua một lot Euro chúng ta mất 17 đô, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Mua một lot USD Japan Yen chúng ta mất 15 đô. USD Canada mất 18 đô. Do vậy chúng ta cứ rất quan tâm đến bid ask này. Vậy bid ask càng thấp thì chúng ta có cái cách đánh này càng dễ dàng. Thì ở XTB, đúng không ạ, chúng ta có New Zealand thì có 9 đồng, đúng không? Một lot chúng ta mất 9 đô, cho nên cái phí nó rất là thấp. USD Canada 5 đô, đúng không? Đó. Nhưng cái này cũng chúng ta cũng phải hiểu được là vì sao, đúng không ạ? Thứ nhất là mỗi một sàn họ đều có những cái quy định riêng. Do vậy chúng ta phải hiểu được bid ask, đó là chênh lệch tỷ giá mua và bán. Các bạn muốn đánh được chúng ta phải tìm hiểu rất sâu. Và đặc biệt nữa thì cái trend chứng khoán giúp cho chúng ta tìm hiểu được về các mã chứng khoán, các mã cổ phiếu. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được toàn bộ spread USD CHF 1,9 đồng, 2,5 đồng, đúng không ạ? Spread rất thấp. Đó, USD 1,1, có những lúc giãn rất thấp. Đó, đây là chúng ta có thể xem xét. Từ những cái này chúng ta bắt đầu nhìn thấy được các cái mã mà chúng ta có thể nạp tiền rất là linh hoạt. Các cổng ngân lượng Visa, Skrill, NetHealer. Vậy thì cái điều đầu tiên tôi muốn nói với mọi người đó là FX chúng ta có này, các chỉ số chứng khoán của châu Mỹ này, đấy, mà chúng ta có này, các mã giao dịch, commodity là hàng hóa nông nghiệp, năng lượng là chúng ta cũng có luôn. Đây là cotton, cục, coa, corn, ngô, đường, lúa mì, cà phê. Thì đây là một cái phần mềm gọi là cái máy quét để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận khi chúng ta hiệu quả. Tôi có thể chuyển vào cái mã vào station file và FX như nhau, đúng không ạ? Tôi có thể chuyển vào. Tôi có thể giao dịch luân chuyển cho nhau. Những cái mã mà
màu đen, ưu tiên cho thị trường châu Á, ưu tiên cho thị trường châu Á. Những mã mà MM là thiên về thị trường châu Âu và cái bid ask nó rất cao. Châu Á người ta thích giao dịch ở các đồng ở có cái bid ask rất là thấp. Do vậy chúng ta phải tìm hiểu thật chi tiết và là kỹ càng để chúng ta có thể xem xét cái mức lợi của chúng ta để chúng ta có thể giao dịch được tốt. Vậy các tài khoản được giao dịch, đúng không ạ? Tôi có thể giao dịch 0,1, 0,01, 0,14, 0,15 chẳng hạn như vậy. Thì đây là những cái mà chúng tôi có thể theo dõi được các cái tỷ lệ để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn nhất. Vậy thì khi mà chúng ta xem xét được cái bộ máy quét, đúng không ạ? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phân tích được xu hướng thị trường. Chúng ta có thể chỉ ra xu hướng của tiền ảo chẳng hạn, là xu hướng đó, tiền ảo. Thì nay chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ XRP BTC đang lên với tỷ lệ phân tích 100% là giá lên Ripple đấy, Tron Ether, Tron đấu với Ether cũng 100%. Đây cấu máy quét nó sẽ chỉ ra cho chúng ta và những cái chỉ số mà bán khiến cho chúng ta có một cái tổng quan thị trường lúc này. Rồi chúng ta xem được cái mã biến động nhất của ngày hôm nay, đúng không ạ? À đó, ví dụ đây là những mã EG đang biến động. À, trong vòng một ngày, trong vòng một tuần chúng ta sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ đó. Trong đây chúng ta có thể nhìn chỉ số và cổ phiếu, chúng ta cũng có thể có máy quét các cái tỷ lệ. Chúng ta có biểu đồ nhiệt của các cổ phiếu, đúng không ạ? Google, Microsoft, các tỷ lệ vốn hóa thị trường chúng ta có thể nhìn đây, đúng không ạ? Google, các tỷ lệ âm và dương để chúng ta có thể xem xét. Và đây là một trong những phần mềm rất là đẳng cấp để chúng ta có thể theo dõi và chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn. Chúng ta lại có tiếp máy quét cổ phiếu cũng như là các cái chỉ số hàng hóa. Chúng ta có được các cái lợi nhuận, đúng không ạ? Phần trăm lợi nhuận, rồi phần trăm âm lợi và mạnh nhất trên thị trường. Hiện tại là các chỉ số, đúng không ạ? SOXL của Mỹ, đúng không? Commodity đấy là 130%. Do vậy chúng ta phải xem xét được các lãi suất của nó là chúng ta có thể xem xét được các cái mã để chúng ta theo dõi và tìm kiếm mã giao dịch. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy được các cái khu vực, các cái lớp châu Á, châu Mỹ, toàn cầu, tất cả các cái vấn đề vốn hóa, thu nhập cố định. Đấy, đây là những cái mà chúng ta có thể tìm hiểu ở máy quét này. Các máy quét cổ phiếu cũng như là xu hướng thị trường cũng cho chúng ta biết được hiện tại, đúng không ạ? Các mức lợi nhuận, các mức lỗ, đúng không ạ? Tata Motors đang ở cái mức độ vốn hóa rất là thấp, đúng không ạ? Lợi nhuận là âm 431%, chúng ta xem xét được nào mạnh nhất. Hiện tại Samsung đang là mạnh nhất với vốn hóa 376 tỷ và lợi nhuận khủng khiếp, đúng không ạ? Đó, đây là những cái bảng tổng quan mà chúng ta có thể nhìn thấy và phân tích một cách tổng hợp. Rồi các vấn đề về giá dầu rất nhiều. Và chúng ta quay trở lại SX, đúng không ạ? Các cái chỉ số thông thường chúng ta nhìn thấy theo số pip ấn vào giao diện cá nhân, chúng ta có thể xem xét được giá thời gian đổi sang, click chuột phải vào để chúng ta xem xét. Rồi. Và bây giờ chúng ta xem được các biểu đồ của nó, đúng không ạ? Ấn vào biểu đồ. Lập tức là chúng ta có thể nhìn thấy có thể Ichimoku theo tôi phân tích hay là các cái chỉ số khác. Đó. Hôm nay Bitcoin có một cây bật lên rất mạnh mẽ, sau đó sập xuống, đúng không ạ? Đối với margin chúng ta có thể nạp tiền vào, chúng ta đánh đây. Và cái sàn này nó rất chuẩn về vấn đề giá. Chúng ta mua và bán, chúng ta có được cái tỷ lệ số pip, đúng không ạ? Đưa ra các cái chỉ số mua và bán, đặt lệnh cắt lỗ rất là thông thông thường và rất là đẳng cấp. Số pip của USDCS ra sao, đúng không ạ? Tỷ lệ ra sao, thực hiện ngay lập tức cắt lỗ, spread, đúng không ạ? Biết được bao nhiêu đô la, biết được bao nhiêu pip chúng ta mất, đúng không ạ? Và hết hạn sau một năm, ví dụ như vậy, chúng ta có thể cái tỷ lệ chốt lời, chốt lỗ rất là chuẩn. Thì đây là một trong những phần mềm để chúng ta nghiên cứu và đáng để xem xét và học tập. Có những người thì chỉ cần học tập thôi, có những người thì cần phải để giao dịch, có những người thì giao dịch quỹ. Ở đây có những tài khoản pro và tài khoản không phải pro.
có những tài khoản đánh được lệnh là 0,01, nhưng tài khoản pro đánh được lệnh 0,1 trở lên, đúng không ạ? Đây là những cái tài khoản. Thế thì đối với những ai giao dịch quỹ và giao dịch hỗ trợ cho khách hàng thì đặc biệt quan tâm đến spread, do vậy cái việc lướt sóng rất tốt. Spread 9 này thì phải nói tuyệt vời. Spread AUD có 5 đồng ấy, cũng rất là tuyệt vời. Mà cắt rất tốt. Nhưng mà T4 đối với ai chưa quen. Còn việc mà chúng ta giao dịch ở X-Station 5 thì đây là một cái cỗ máy quét rất là tốt. Chúng ta có thể xem được ADX, Ichimoku hay là các cái biểu đồ biến động mạnh nhất, phân tích thị trường chúng ta cũng có thể xem xét được. Do vậy việc xem so sánh giữa cái X-Station 5 để giúp cho chúng ta có được cái cách để xem được cái mức độ biến động nhất. Đây là chúng ta có thể xem xét là cổ phiếu, bỏ qua chúng ta xem xét là Forex thôi, đúng không ạ? Và chúng ta xem được hôm nay thằng nào biến động mạnh nhất. Thứ hai, biến động lên mạnh nhất chúng ta có thể xem xét được. Đấy. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta có một cái tổng hợp đặc biệt là đốt. Đấy, đây là cái mà chúng ta xem. Riêng cặp này hôm nay biến động rất mạnh. Cái việc phân tích thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Các bản đồ nhiệt, các máy quét, đúng không? Đây là những cái mà chúng ta xem xét. Quay trở lại cái vấn đề mà giao dịch Forex cũng như là giao dịch về cổ phiếu thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái xu hướng năm nay khi mà dịch bệnh cũng như là các vấn đề về hàng hóa giao thông chưa được mở cửa, các vấn đề về giới hạn về xuất nhập khẩu, các vấn đề về trái phiếu, các vấn đề về bầu cử sẽ làm cho thị trường gần như là khó khăn hơn. Do vậy hầu hết người ta nghiên cứu đến các vấn đề giao dịch online thì được chú trọng nhiều hơn. Do vậy không có cái gì bằng đầu tư về chứng khoán, đầu tư về FX. Đó là một trong những cái giải pháp online hiệu quả nhất. Thế thì từ cái việc này chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu XTB và các sản phẩm thương mại có đáng để chúng ta giao dịch hay không. Đây là đường link, đúng không ạ? Nó có được các cái giấy phép để chúng ta an tâm. Thứ hai nữa, các phần mềm mà chúng ta xem xét rất là tốt. Chúng ta đăng ký mở tài khoản thì xtb.com.vn chúng ta sẽ mở tài khoản. Rồi các cái quy trình giúp đỡ hỗ trợ khách hàng cũng rất là tốt. Các phần mềm mà đưa ra, các máy quét cổ phiếu để chúng ta biết được cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào biến động mạnh. Các cổ phiếu tại thị trường Mỹ, thị trường châu Âu hay là rất nhiều các cái cổ phiếu mà chúng ta quan tâm đến lợi nhuận nhiều nhất để cho nó đi theo con sóng. Và các cái mô hình của giá sẽ tốt hơn. Vậy thì phần mềm X-Station 5, đúng không ạ? XS5 đấy, cái phần mềm XS5 này chúng ta có thể theo dõi được nó tốt đến mức độ mà gì ạ, nó thay thế được MT4 mà chúng ta đã quen hàng ngày. Chúng ta có thể phân loại được đồ uống, sản xuất xe hơi hay linh kiện, nhưng mà năm nay chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào hàng công nghệ mà thôi, đúng không ạ? Công nghệ, các công ty có xu hướng chuyển về công nghệ, thế chính vì thế nên là chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ happy hơn. Các lịch sử giao dịch, đúng không ạ? Các lệnh đã đóng chúng ta cũng thấy phân tích được, đúng không ạ? Các vấn đề về đào tạo và biểu đồ, các yếu tố về commodity, chúng ta chinh phục cái phần mềm này. Và đặc biệt là tôi có thể chia sẻ với mọi người các cái cỗ máy quét. Rồi chúng ta cũng có thể đánh một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất với các cái yếu tố về XS5. Và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến các cái mã, đúng không ạ? Các cái mã, các mã hàng ví dụ EZ 3 đồng, đúng không ạ? Đang phân tích giá đi xuống. Đặc biệt là spread, đúng không ạ? Rất là thấp. Thì đây là một trong những yếu tố để chúng ta giao dịch quỹ cũng như là giao dịch một cách an toàn nhất. Thì từ cái việc này tôi có thể hướng dẫn các nhà đầu tư có thể đăng ký thông qua một cái link, đúng không ạ? Link của chúng tôi đó là xtb
www.ib.com.vn. đây là link IB của David. Khi mà chúng ta tham gia vào cái link này, chúng ta sẽ có một cái cách để chúng ta đăng ký, và chúng ta đăng ký và chúng ta sẽ vào cái nhóm của ông già đầu tư cùng với David. Sau đó chúng ta sẽ đặt các câu hỏi cũng như là các yếu tố để chúng ta giao dịch, ví dụ chúng ta mua bán gì, và đặc biệt chúng ta sẽ học được rất nhiều từ webinar, từ các cái phương pháp để chúng ta giao dịch sao cho an toàn nhất. Đấy là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể làm việc với nhau. Trong cái vấn đề nhóm chúng ta đưa ra đây, ông già đầu tư có những người yêu cầu đúng không ạ, để chúng ta tham gia. Từ đây chúng ta mới nhìn nhận được các yếu tố phân tích của giá phê duyệt đúng không ạ, các yếu tố của giá, và chúng ta biết được cái tỷ lệ coin. Chúng ta xem sóng được Bitcoin, Ethereum, Ripple rất nhiều đúng không ạ. Và tối nay Ethereum cũng đã tăng giá trở lại sau khi điều chỉnh xuống vùng 254-253, sau đó bây giờ đang lên 270. Từ đó Ripple cũng vậy, Neo cũng vậy. Vậy thì ngoài các sản phẩm về Forex, chứng khoán, chúng ta có sản phẩm về crypto đúng không ạ, với các mã chủ yếu. Nếu ai mua Ripple, Stellar, US có luôn đúng không ạ, US US đang giảm đúng không ạ. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết đúng không ạ, IOTA cũng có, Stellar, Tron đúng không ạ, Litecoin, Ethereum, Neo chúng ta cũng có ở đây. Vậy tôi khuyến cáo những cái đồng mà chính thống chúng ta có thể mua trữ ở tại đây, và thậm chí chúng ta còn có đòn bẩy, và chúng ta sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý. Và khi đó chúng ta mới thấy được cái phần mềm này nó hữu hiệu như thế nào, đặc biệt là các cái biến động nhất của chúng ta xem. Khi mà chúng ta xem Forex, chúng ta click vào Forex, chúng ta khi mà chúng ta xem về tiền ảo, tiền số, lập tức là gì ạ, chúng ta sẽ có được các cái tỷ lệ. Ví dụ ngày hôm nay Ripple tăng rất là khủng khiếp đúng không ạ, 7.75%, còn đâu là Ripple BTC và Ripple chữ đúng không ạ, crypto chữ đấy 7.70, sau đó Stellar, còn thấp nhất đó là gì ạ, XMR đúng không ạ, KTC hôm nay cũng sập đúng không ạ. Do vậy là từ cái biểu đồ này chúng ta bắt đầu ấn vào đây để chúng ta xem biểu đồ. Vậy thì trend xu hướng năm nay tôi có thể chia sẻ với mọi người, sau đó mọi người có thể đặt ra các câu hỏi là đầu tư gì đúng không ạ, các cái nhóm của chúng ta đưa ra để chúng ta có thể hiệu quả được. Từ đó chúng ta có thể tham gia theo link ở dưới, đó là chúng ta mở vào link để tìm hiểu về phần mềm XS5, và chúng ta tìm hiểu và chúng ta mở tại xtb.com.vn, mọi người nhé, ấn vào đây và chúng ta sẽ có được cái đường link để chúng ta mở tài khoản. Sau đó chúng ta chat, có thể Zalo như cái video và như cái đường link ở dưới cái video này, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giao dịch. Và chúng ta thấy được là giao dịch chúng ta có thể thấy được các giao dịch đúng không ạ, rất là hấp dẫn khi mà chúng ta có cái tỷ lệ chúng ta có được 450 đô một ngày đúng không, ví dụ như vậy. Với cái tỷ lệ như thế này đó là bid ask rất thấp, ví dụ CFF có 9 đồng, bảng Anh có 5 đồng, USD Japan Yen có 4 đồng, và vậy là gì ạ, tỷ lệ đánh một lót âm 4 đô đúng không, rất nhiều các cái đồng thấp, AUD có 3 đô, 2,2 đô, do vậy là đây là cái điểm lợi thế mà chúng ta có thể theo dõi. Đúng không ạ? Chúng ta lướt sóng, đặc biệt là năm nay có rất nhiều người tham gia để chúng ta cày com chẳng hạn như thế, cũng đây cũng là một trong những giải pháp đúng không ạ, nạp rút ngân lượng, transfer đúng không ạ. Nhưng mà thực tế rằng chúng ta xem xét được các con sóng cũng như là các cái cách để chúng ta giao dịch, thì thông qua cái phần mềm XS5 này, đây là một trong những cái phần mềm mà chúng ta đáng để học tập, đáng để nghiên cứu, đáng để theo dõi. Và mọi người có thể comment hay là Zalo với David để chúng ta cùng tham gia các vấn đề về đầu tư, một thế giới đầu tư của bạn. Sau đó chúng ta giao dịch để chúng ta cài đặt xtb.com.vn.
Đây là cái link IP của David. Sau đó là chúng ta sẽ được hỗ trợ sao giao dịch hiệu quả nhất. Đừng ngần ngại giao lưu và Zalo cho David để mở xtb.com.vn. Xin được cảm ơn mọi người.